Thầy bảo cái cách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Nếu không phiền sau cuộc gọi này, vui lòng thực hiện đủ các bước. Vui lòng xóa số, xóa tên, nếu lỡ thuộc rồi thì tập quên. Xóa số, xóa tên, từ nay về sau đừng gọi để hiểu điện thoại em hết pin. Có thể coi là bình thường, nhưng gần một tháng không gọi được em, anh gần như mất đi phương hướng. Anh không thể hiểu lý do nào khiến em ra đi. Anh yêu em nhiều hơn cả bản thân, vậy em buông tay vì điều gì? Anh đã thử, thử cách trốn chạy nỗi đau. Thử lướt Tinder và lên Facebook và cố tỏ ra là mình ngầu. Kết quả thì vẫn như vậy, nỗi buồn ấy chẳng vơi đi đâu. Người ta đến bên anh khi vui, khi anh buồn họ đau thấu. Mấy cô gái mà anh trò chuyện không ai làm được như em cả. Chẳng ai không nức vì anh, mỗi khi xảy ra cuộc cãi vã. Nhưng cũng vì vậy mà tầm 3 ngày từ lúc làm quen. Thuê bao này từ nay về sau quý khách không được gọi đến. Cuối cơn đau, em vẫn yêu anh như lần đầu. Tận cùng cuối cơn đau, ai trông ông ai đêm dài thao thức. Đoạn tình giờ đã chia đôi. Bận hoàn tắt máy, gọi thêm 100 lần nữa thì kết quả vẫn sẽ vậy. Nên đừng cố nuôi thêm hy vọng một phép màu nào đó viển vông. Vì giữa Hà Nội 12 giờ đêm thì kiếm đâu ra được cầu vồng, kiếm đâu ra được một người cùng anh thực hiện những lời hứa. Những tin nhắn công việc mệt mỏi không, đã về tới nhà chưa? Em à hôm nay anh mệt, về sớm hơn mọi bữa. Thế hôm nay của em thế nào, bên ấy trời nắng hay đang mưa? Lấy hết can đảm, anh đút tay lùn vào trong túi, chạy một mạch thật nhanh và tất nhiên đồng ngầm không cúi. Băng qua từng con hẻm, từng đoạn đường dù dài lê thê, anh thuộc hết đến từng cái tên, vì làm sao quên lối em đi về. Cuối cùng dừng lại trước nhà, anh nên bấm chuông. Chỉ khác là hôm nay không thấy em mà mẹ đi xuống. Chưa kịp nói xin lỗi vì hôm nay đến làm phiền muộn, mẹ kéo cửa ôm chầm lấy anh như thể giải phóng một vạn nỗi buồn. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì khiến cho hai mắt mẹ sưng to. Nếu anh lỡ làm gì sai thì cùng là mẹ chỉ hơi nhăn nhó. Từ phía xa bố em tiến lại, sự thật như sẽ đánh bên tai. Một chiếc bắn tải đã cướp em đi và chẳng bao giờ quay trở về lại. Thậm chí anh còn không kịp nói lời chào. Về cười đã may không có người mặc, giờ phải mang đốt hay sao? Tìm mua thêm thuốc ngủ, hộp cũ anh dùng đã vơi. Nhắm mắt chìm vào bóng đêm, anh biết bên kia có em đang đợi. Chỉ anh còn không kịp nói lời chào. Mày cười đã may, không có người mặc, giờ phải mang đốt hay sao? Mua thêm thuốc ngủ, hộp cũ anh dùng đã vơi. Bên kia em có đợi anh không?